Rồi, nhiều chó quá. Hello anh. Ừ. Ở đây em có bán chó không em? Em có bán chó nha. Này giống chó Corgi nha mọi người ơi. Đây là dòng chó Corgi à? Thế dòng chó Corgi à. Em có mông bừ mà mọi người thấy trên trên mạng rồi rất là nhiều đấy. Em thì giới thiệu cho mọi người xem và những chó Corgi mà em đang nuôi xem nào. Ok anh nhá. Trên căn nhà mình nó đang bán đây là có hai dòng Corgi mọi người. Corgi này là Corgi vàng lông dài này, rất là xinh luôn này. Đấy. Đó, ui giời, quá trời to luôn mọi người. Kinh khủng. Đấy, Corgi này thì anh em nuôi ở chung cư, thành phố hay là gia đình nhỏ như này thì cũng được nha. Xinh lắm mà dễ nuôi lắm mọi người. Nuôi từ này thì chủ yếu là ăn xay với cơm thôi, đơn giản thôi mọi người. Đó. Mình có bán cho con luôn nhá, anh em nào mua cho con này liên hệ mình nhá, có Corgi này này. Cái này bé Corgi ra đây gần nhá. Đấy, dòng này thì thường có đuôi nha mọi người. Ơi. Chưa nó chải mà cái mặt cũng xinh xinh lắm. Xinh lắm. Ok anh em nhá. Hiện tại là em bán một chó một chú có Corgi bao tiền một con? Đấy, một chú chó nhỏ đó. Chú Corgi nhỏ thì bên mình nó bán từ 10 đến 20 triệu một bé nha mọi người. Ừ. Hiện tại giá phải chăng anh em luôn. Nếu mà ở xa thì có được ship không? Ok, bên mình ship toàn quốc cho mọi người. Có bảo hành tuân chủng và bảo hành sức khỏe cho anh em luôn nhá. Có ship và có đầy đủ bảo hành luôn. Đúng rồi anh em ạ. Ship và bảo hành đầy đủ luôn. Đến tay người dùng, đến tay người nuôi, khỏe mạnh ok, bên mình hết bảo hành nhá. Đấy. Anh em nào mà muốn mua cho con giống thì liên hệ trực tiếp cho mình nhá.